Ok, thằng Dạ. Dạ ơi, con sẵn sàng để khui hoài chưa? Dạ, nè, nghe ba hỏi nè, sẵn sàng khui hoài chưa? Con sẵn sàng khui hoài chưa? Rồi đúng không? Ok, let's go. Chào mừng cô chú đã quay trở lại với channel Thanh Xuân của nhà hàng Dẻ. Thì hôm nay nhà hàng Dẻ sẽ khui một cái phần quà, mà phần quà này là được cô Tuyền, mẹ của Kitty đã gửi tặng cho hàng Dẻ. Cái phần quà này đã gửi lâu lắm rồi, nhưng mà ngày hôm nay hôm trước chứ ba Bình mới nhận được, nhưng mà do bà Dẻ bà dơ quá cho nên đến hôm nay ba Bình mới tắm mà để sạch sẽ và khui đập hộp cho cô chú cùng xem món quà này nha. Bà Đen ơi, đi qua lấy cái hộp quà qua cho ba coi. Đi đi con, đi đi qua đó lấy hộp quà cho ba coi, nhanh lên đi. A few moments later. Rồi, để đến với cái phần đập hộp này á, thì thôi chị Dẻ ngồi đó đi. Mày Đen ơi, đi qua lấy cái bịch quà của chị Dẻ qua giùm ba coi. Đúng rồi, Đen qua đây. Ok, đưa đây. Không, không, không có thả như vậy. Đưa đàng hoàng. Rồi, rồi. Cảm ơn nha. Rồi, đây, đây là bịch quà của hạt Dẻ. Để review sơ lược cho cô chú xem nha. Đây là tên nè, còn cái số này thì không biết là cái gì. Đây là thông tin người gửi và người nhận. Đây, ở phía sau là có luôn một cái chữ thank you. Rồi, cảm ơn cô Tuyền nha. Rồi, trước khi khui quà nè, nè cô chú hôm nay là mới tắm rửa xong. Đó, con nằm im đó nha, để show cho cô chú thấy đó, cái sự phì lũ của bà trong suốt một cái quá trình mà mà cách ly giãn cách xã hội ở nhà, được ông bà ổng tẩm bổ cho ăn ngủ riết rồi, cho nên là bị thành lai heo luôn đó cô chú. Đó, nãy kêu nằm để quay clip tập hợp cho cô chú xem, nằm cứng quýt tọc xong rồi giờ nằm luôn, không có chịu ngồi dậy luôn nè. Đây, ok rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành nha. Đứng lên, đứng lên, đứng lên, đúng rồi, ngồi ngồi xuống. Rồi, ta mở giùm con nè. Đâu, tay đâu, tay đâu, đó, tập hợp cho cô chú xem nè. Mở ra cho nó gấp rộng ra xíu nha. Ok. Rồi, tay con đâu? Tay đâu? Khui cái nào? Đúng rồi, bây giờ khui cái này đúng không? Khui cái này đúng không? Rồi, ok, khui nha. Khui nha. Giờ khui nha. Đây. Quà mà cô Tuyền gửi trước cái ngày mà giãn cách rồi á, nên đợi rất là lâu. Chuẩn bị. Tên 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 tên. Đây. Ồ. Tới đâu, tới đâu? Đây là hai chiếc đầm. Chiếc váy thật là xinh. Đây. Ồ, ba cái luôn. Ôi, có tiền cho ba cái luôn nè. Đây, đây là cọng chỉ dư nè mọi người. Đây là cái đây là của shop gạo Cloder, Pet Cloders. Thì cái shop này mình thấy rất là dễ thương nha. Cái hôm mà mình chụp hình gửi up lên fanpage của hạt dẻ đó, thì cái bạn chủ này bạn nhắn tin hỏi liền luôn, và bạn kêu là nếu như mà bé mà không vừa thì cứ inbox cho bạn, bạn đổi luôn. Mà hỏi ra thì mới biết là bạn ở shop này ở Bình Định lận. Thì thấy cái đường may á, cái đường may của các sản phẩm này thì rất là ok luôn nha. Chất vải cũng rất là đẹp nè. Dạ ơi, con đi đâu vậy? Qua đây, qua đây, qua đây. Đang review mà trời.
Thôi đi qua đây. Đi qua đây, đi lên. Con bước qua đây. Đi qua đây thử đầm đẹp nè. Đó, mọi người nhìn xa thì nhìn nó không có mập đâu, nhưng mà trời ơi, nhìn gần nè. Đó, ở ngoài á, to lắm. Sao, bây giờ mình thử áo nè, thử áo cho cô chú xem nè. Ok, bây giờ mình sẽ thử cái áo này nha. Xỏ luôn đi, cho nó nhanh. Mỏi đâu? Mỏi. Ok. Hạt dẻ rất là tự tin và rất là thích mặc đồ đẹp đó cô chú. Cho nên là cứ hả kêu đưa mũi vào mặc đồ là làm ngay, hợp tác liền luôn. Trời, hy vọng là còn vừa nha. Hôm trước đó là ba Bình nhắn cho cô Tuyền á là cái size là size M bình thường á, nhưng mà cô Tuyền nói là nay tăng cân rồi cho nên cô Tuyền trừ heo. Đây, con ngồi xuống coi, ngồi xuống tạo dáng. Đâu, nhìn lên coi. Ok, giỏi quá. Cô thấy xinh chưa? Rồi, đổi layout thứ hai nha. Ở đây. Sao nhìn mặt không vui vậy? Đó. Đây đâu? Ok. Xuất sắc. Quá đẹp luôn. Giờ tới cái đầm trắng này nha. Con ngồi xuất ra, cô chú mới thấy con chứ. Đây. Nè. Dạ ơi. Dạ. Dạ. Qua đây. Đang thử áo đi đâu vậy? Qua đây. Bà lười đó cô chú. Ồ, đây là no 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 no. Ngồi xuống. Thử áo này coi. Đúng rồi. Giỏi. Trời ơi, xinh quá ta ơi, ai mà xinh dữ vậy ta ơi. Yes. Ok. Đấy, ngồi xuống. Vừa y ha. Xuất sắc. Đây. Chưa thấy không? Đó. Đẹp. Tay cái coi, đẹp không? Bắt tay coi. Tay đâu? Tay đâu? Tay. Yes, đúng rồi, tay phải. Ok. Giỏi quá. Rồi, thôi mình thay ra cái áo khác đi rồi chút ba lại mặc cho con. Rồi, chiếc áo cuối cùng, chiếc áo hồng hồng xinh xinh nè. Quá đẹp luôn mọi người. Chất liệu vải rất là thoải mái. Yes, ok. Ngồi xuống. Rồi. Giãn rồi. Ok, giỏi quá. Đây, cô chú ơi. Xinh không, xinh không. Đấy. Quá đẹp luôn. Áo này mà mặc đi chơi là hết sảy con bà bảy. Rồi, con ngồi xuống đi. Ngồi xuống, dạ. Dạ ơi. Ngồi đi con. Hay là mặc áo này luôn. Hả? Mặc áo này luôn đi ha. Rồi, làm một chút dễ thương cho cô chú xem nè. Dễ thương. Yes, mũi. Mũi đâu, mũi đâu. Nè, tập trung coi. Mũi đâu. Ok, giỏi quá, dễ thương. Yes. Tinh tinh. Nếu như mà cô chú có muốn tham khảo về những cái áo đẹp như thế này thì cô chú có thể liên hệ với lại shop gạo Headcloder. Đây, ba mình sẽ để một cái nhãn trên đây cho mọi người xem nha. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ đi chơi thôi. Bye bye và hẹn gặp lại.